Và đây là món đậu hũ kho sườn non chay. Món này về nêm nếm gia vị thì mình đã nêm vừa ăn rồi. Ăn cơm trắng thì rất là ngon. Nếu thích món này thì mình cùng nhau bắt tay vào làm nhé. Vừa đơn giản nhưng rất tốt cho sức khỏe nữa. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món đậu hũ kho sườn non chay. Về nguyên liệu, ở đây mình dùng là 100g sườn non chay khô. Và mình đã ngâm nước được khoảng 2 tiếng cho nó nở ra đó các bạn. Các bạn dùng loại nào cũng được hết nha. Sau khi ngâm xong rồi các bạn xả lại cho nó sạch 2 đến 3 lần nước rồi mình vắt cho nó khô để hồi mình chiên sơ. 4 miếng đậu hũ này là khoảng 300g, 2 củ cà rốt, nấm rơm. Các bạn không có nấm rơm thì các bạn dùng nấm đùi gà nha. Cà rốt và nấm rơm này mình dùng mỗi loại là 300g luôn. 3 củ hành tím. Bạn nào kiêng hành tím thì mình sử dụng bơ rô. Phần sườn non chay này các bạn có thể là mình cắt làm đôi hoặc là cắt làm tư tùy theo các bạn nha. Mình sẽ cắt làm tư. Còn miếng nào nhỏ mình cắt làm đôi được rồi. Một hồi mình sẽ chiên sơ như vậy sẽ làm cho miếng sườn mình nó ngon hơn nha. Đậu hũ thì một hồi mình cũng chiên luôn. Mình chiên sơ như vậy nó giúp cho trong quá trình kho nó không có bị bể ra. Đậu hũ thì mình sẽ xắt thành miếng vừa ăn nha. Cà rốt thì mình cũng sẽ xắt gần gần giống như là cái miếng đậu hũ. Nếu như nó hơi dày quá thì mình có thể cắt nhỏ lại nha. Phần nấm rơm thì mình sẽ cắt làm đôi, còn cái nào nhỏ thì mình sẽ để nguyên luôn. Hành tím mình cắt mỏng ra. Tiếp theo thì mình sẽ đi chiên sơ nha. Mình sẽ chuẩn bị một ít dầu để mình chiên nha, mình sẽ chiên với lửa hơi lớn một chút. Mình sẽ chiên cái phần sườn non trước.
Mình chiên cho nó vàng sơ rồi mình sẽ vớt ra rồi mình chiên đậu hũ tiếp theo. Mình chiên cho nó vàng sơ như thế này là được. Nó hơi giòn giòn xốp như thế này. Mình sẽ vớt ra mình cho vào giấy thấm dầu nha. Rồi mình sẽ vẫn chiên đậu hũ với lửa lớn luôn. Rồi mình chiên nó vàng như thế này là mình vớt nó ra được rồi nha. Mình vẫn dùng cái chảo này nha. Mình sẽ chừa lại một ít dầu ăn, mình cho hành tím vào để mình phi. Mình phi cho thơm lên. Còn hành tím của mình thơm rồi, mình sẽ cho cái phần nấm rơm và cà rốt vào mình xào luôn nha. Mình xào sơ khoảng 2 phút. Sau khi xào được 2 phút rồi mình sẽ cho vào đây là khoảng một chén nước lọc. Rồi mình cho cái phần đậu hũ cũng như là phần sườn non chay vào hết luôn nè. Mình sẽ để lửa lớn cho nó sôi trở lại. Mình sẽ nêm sơ gia vị vào đây nha. 2 muỗng canh đường. Nửa muỗng canh hạt nêm chay. Nửa muỗng cà phê bột ngọt. 2 muỗng canh nước tương. Mình trộn đều lên. Lúc này nó sôi trở lại rồi mình sẽ hạ xuống lửa vừa hoặc là lửa nhỏ, mình kho từ từ nha. Các bạn đậy nắp lại cho cái phần cà rốt của mình mau chín. Nãy giờ thì mình kho cũng khoảng được 25 phút rồi đó các bạn. Mình sẽ mở nắp ra luôn nha. Mình sẽ kho thêm một chút nữa về gia vị thì mình nêm nãy nó vừa ăn luôn các bạn. Các bạn có thể là điều chỉnh theo khẩu vị gia đình mình nha. Nếu như thích cái màu đẹp thì các bạn có thể là cho thêm một chút xì dầu hoặc là nước màu cho nó đẹp. Mình sẽ cho vào đây khoảng nửa muỗng cà phê xì dầu thôi. Ồ, hơi lố. Nhiều quá thì nó đậm đen lắm các bạn. Hiện tại nó rất là mềm như đó, các bạn phải đảo nhẹ nhẹ tay thôi nha. Lúc này cà rốt của mình đã chín rồi, nếu như bạn nào thích nó cạn hơn thì mình có thể tiếp tục. Tiếp tục với lửa nhỏ từ từ cho nó rút nó cạn vô.
Mình đã kho thêm được khoảng 5 phút nữa, mình sẽ để lại một ít nước như thế này các bạn. Nếu như bạn nào thích nó khô ráo thì có thể tiếp tục mình kho thêm khoảng 5 phút nữa. Trước khi tắt bếp thì các bạn cho mình vào đây là một ít tiêu. Như vậy là món kho của mình đã xong rồi đó. Món của mình đã trình bày ra rồi nè các bạn. Rất là thơm, rất là ngon luôn. Món này ăn với cơm trắng thì rất là tuyệt vời. Mình sẽ ăn thử món này với cơm nha. Ăn thử miếng sườn non. Về gia vị là khá là vừa ăn đó các bạn. Rất ngon. Đơn giản mà lại rất tốt cho sức khỏe nữa. Mình xin chúc các bạn sẽ làm thành công với món này nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nếu thích video các bạn nhớ like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thành công.